Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHBD Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về cách tạo chatbot ở trên fanpage. Thì như những cái video trước mình đã chia sẻ, thì khi mà các bạn tạo chatbot thì có một số bạn thì yêu cầu mình giải thích thêm chi tiết về cách để có thể tạo cái chatbot kết hợp với hình ảnh và những cái đường link, đường dẫn đến những cái trang web mà các bạn mong muốn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn cách để có thể tạo chatbot kết hợp cùng với những hình ảnh về sản phẩm cũng như những thông tin giới thiệu chi tiết hơn về những cái sản phẩm mà các bạn có thể gợi ý khi khách hàng họ nhấn nhấp vào cái phần nhắn tin của các bạn. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập giúp mình vào các một cái fanpage mà các bạn đang làm quyền admin cũng như là đang quản lý. Thì đối với cái giao diện mới này thì ở video trước mình đã hướng dẫn, thì các bạn sẽ nhấp vào đây để cái phần bắt đầu để các bạn có thể vào được cái mục mà quản lý của trang. Thì khi mà các bạn đã truy cập vào phần quản lý của trang này thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục quản lý ở phía bên tay phải cái góc này giúp mình. Thì khi mà các bạn nhấp vào, các bạn nhìn vào bên cái cột bảng điều khiển chuyên nghiệp, các bạn sẽ kéo xuống nhấp vào phần hộp thư giúp mình. Thì nó sẽ chuyển cho các bạn sang cái phần tin nhắn là những cái tin mà khách hàng nhận được cũng như khách hàng nhắn đến với fanpage của chúng ta. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần tin trả lời tự động giúp mình. Thì nó sẽ đưa các bạn tới một cái phần cài đặt dành riêng cho những trang, những cái phần tin nhắn mà khi mà khách hàng họ truy cập vào trang của mình. Thì các bạn có thể set up để tạo ra những cái tin nhắn để có thể hồi âm, hồi đáp khách hàng một cách hiệu quả hơn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chi tiết hơn về cái phần tạo chatbot. Thì các bạn cũng sẽ nhấp vào phần chỉnh sửa giúp mình như cái video trước mình đã đề cập. Thì ở đây thì mình đã tạo trước những cái sản phẩm, thì mình sẽ xóa để mình sẽ tạo lại hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Mình sẽ xóa đi những cái phần mà mình đã thiết lập chatbot trước đó để mình có thể hướng dẫn hơn, chi tiết hơn cho các bạn. Thì đây là một cái phần cài đặt tin nhắn như hiện trạng ban đầu. Thì các bạn sẽ bấm vào cái phần chỉnh sửa này và nhấp vào phần thêm câu hỏi giúp mình. Thì ở phần câu hỏi 1 thì các bạn có thể là chọn cho mình những cái sản phẩm mà các bạn mong muốn. Các bạn sẽ tạo ra một cái list, một cái menu để khách hàng khi họ nhấp vào họ có thể chọn đúng được cái sản phẩm mà các bạn mong muốn. Thì ở đây mình sẽ làm ví dụ khoảng chừng 3 sản phẩm. Thì những các bạn nào mà có nhu cầu tạo những cái sản phẩm nhiều hơn thì các bạn có thể nhấp vào để có thể tạo tiếp, để tạo thành một cái list để khách hàng có thể thuận tiện trong việc lựa chọn mình. Thì ở đây mình sẽ thêm cái phần nội dung vào ở những cái câu hỏi này. Thì mình sẽ thêm trước vào những cái thông tin. Các bạn sẽ nhập cái tên của cái sản phẩm và những cái thông tin kèm theo, ví dụ như mức giá và những cái thông tin khác. Những cái thông tin về sản phẩm. Thì ở đây các bạn lưu ý là các bạn sẽ có tối đa là 500 ký tự. Thì nếu mà các bạn có những cái nội dung, những cái thông tin nhiều hơn thì các bạn nên làm cách nào? Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn cách để các bạn có thể điều tiết khách hàng về những cái trang, những cái hướng mà các bạn mong muốn. Thì ở đây đây là cái phần mà ở video trước mình hướng dẫn, thì các bạn đang rất là thắc mắc là cái phần thêm file phương tiện này sẽ áp dụng như thế nào. Thì cái thêm file phương tiện này chính là thêm cái hình ảnh để giúp cho khách hàng họ có thể tối ưu hóa hơn. Khi họ nhìn vào họ sẽ nhận biết được cái sản phẩm thì sẽ tăng cái khả năng bán hàng của các bạn hơn. Thì khi mà các bạn để thêm vào cái hình ảnh sản phẩm này thì các bạn, nếu mà các bạn có được website hoặc là những cái fanpage khác mà các bạn muốn điều hướng khách hàng về những cái trang đó, ví dụ như những trang landing page được thiết kế chuyên cho cái việc bán hàng của các bạn, thì các bạn sẽ nhấp vào cái nút này giúp mình và các bạn sẽ tạo một cái
nhãn ở trên đây. Ví dụ ở đây là mình sẽ tạo mua hàng ngay, thì cái video này mình đang làm ví dụ cho bạn nên mình sẽ copy một cái đường link dẫn sản phẩm bất kỳ. Ở đây mình sẽ copy cái đường dẫn của Hot Deal mua sắm để mình dán ở đây để làm mẫu cho các bạn. Thì các bạn nếu mà có những cái landing page chuyên về việc tối ưu hóa cho cái việc bán hàng của các bạn thì các bạn sẽ đưa cái đường dẫn đó vào đây để khi khách hàng họ nhấp vào để có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như đặt mua hàng của các bạn thì họ sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Thì mình sẽ tạo tiếp những cái câu hỏi khác, thì các bạn nếu mà muốn tạo thêm câu hỏi thì các bạn cứ nhấp vào đây giúp mình thêm câu hỏi khác thì nó sẽ hiện ra, thì các bạn cứ nhập lần lượt những cái thông tin sản phẩm lên trên những cái dòng nội dung này. Thì mình sẽ làm nhanh cho các bạn cái bước này, thì các bạn cứ nhập lên và thêm cái hình ảnh cũng như cái file phương tiện vào ở đây để có thể thuận tiện hơn cho các bạn. Các bạn sẽ gõ cái nhãn hàng, gặp nhãn nút của cái hành động để có kêu gọi khách hàng họ thực hiện, ví dụ như mua hàng hoặc là các bạn muốn về nhắn tin hoặc là những cái thông tin khác liên hệ để có thể thuận tiện cho việc kinh doanh của các bạn, thì các bạn có thể chỉnh sửa cái nhãn của cái nút này. Thì mình sẽ cứ xem tiếp vào cái đường dẫn của Hot Deal, vì đây là cái video mình đang hướng dẫn cho các bạn. Thì mình sẽ thêm một chi tiết, thêm một cái sản phẩm nữa để làm ví dụ cho cái video này. Thì đối với các bạn có nhiều sản phẩm thì các bạn có thể chọn lựa cho mình những cái sản phẩm mà chủ chốt, những cái sản phẩm mà các bạn muốn khách hàng họ tiếp cận nhiều về những cái sản phẩm này của các bạn, thì các bạn có thể là ưu tiên để đưa vào cái phần tin nhắn này. Thì mình sẽ tiếp tục thêm những cái hình ảnh vào trên đây. Copy. Các bạn cứ thêm lần lượt vào giúp mình. Thì khi mà các bạn setup xong, khi khách hàng họ truy cập vào thì nó sẽ hiển thị ở trên đây, ví dụ ở đây Facebook nó sẽ hiển thị mẫu cho các bạn những cái đây mình chưa lưu lại nên nó chưa hiển thị. Thì ở đây các bạn có thể gạt bật cái nút ở bên hông này ra, thì khi mà những cái người nhắn tin với bạn thì truy cập này có thể truy cập các câu hỏi này trong khi trò chuyện thì nó sẽ hiện tiếp những cái menu để khi khách hàng họ lựa xong cái sản phẩm này, nếu mà họ muốn quay trở lại lựa chọn những tham khảo hoặc lựa chọn những cái sản phẩm khác thì họ có thể thực hiện được thông qua cái việc bấm vào những cái menu này. Thì sau khi hoàn tất mình sẽ bấm lưu lại. Thì sau khi hoàn tất xong cái bước này thì các bạn sẽ vào lại cái phần trang cá nhân của các bạn để kiểm tra xem là cái phần thiết lập cái chatbot này đã thực hiện được hay chưa. Các bạn sẽ nhấp để quay trở lại cái trang cá nhân của mình. Thì mình sẽ truy cập vào lại cái fanpage mà chúng ta đã thiết lập trước đó. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần nhắn tin giúp mình. Thì các bạn sẽ thấy là cái fanpage của các bạn ở phần tin nhắn đã hiện ra ba cái sản phẩm mà mình đã nhập trước đó. Thì bây giờ mình sẽ nhấp vào một cái sản phẩm bất kỳ để các bạn có thể tham khảo những cái thông tin mà mình đã thiết lập trước đó. Khi các bạn nhắm vào cái phần sản phẩm mà các bạn mong muốn thì các bạn thấy không? Thì đây những cái thông tin về sản phẩm đã được thể hiện. Đây rất là chi tiết cho các bạn những cái thông tin về sản phẩm, cái giá tiền của các sản phẩm đều đã được hiển thị. Mà đặc biệt hơn khi các bạn kéo xuống thì nó bao gồm cả hình ảnh của sản phẩm và cái nút để khách hàng có thể thực hiện cái hành động này, ví dụ ở đây là cái thực hiện cái hành động mua hàng, thì khi mà khách hàng họ nhấp vào đây nó sẽ tự động chuyển điều hướng cho các của khách hàng đến cái trang mà các bạn mong muốn khách hàng họ tới. Ở đây thì nếu mà như mình nói các bạn mà có những cái trang chuyên về bán hàng, các landing page, thì khi mà các bạn điều tiết như thế này thì khách hàng họ sẽ đi tới những cái trang mà các bạn đã tối ưu trước đó thì nó sẽ thuận tiện hơn cho các bạn trong các việc bán hàng này. Thì đối với
khi mà khách hàng họ nhấp vào đây mà họ muốn tham khảo thêm những cái sản phẩm khác thì họ có thể nhấp vào cái mục này. Thì như mình đã hướng dẫn trước đó, khi mà các bạn bật cái thanh lên để khi mà khách hàng họ có thể tham khảo những sản phẩm này, nó sẽ hiển thị trên đây những cái thanh menu để thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc mua hàng của các bạn. Thì video hướng dẫn cách thêm cái file phương tiện và cái đường link để tối ưu hóa cái chatbot của mình đến đây xin kết thúc. Thì các ý kiến đóng góp các bạn vui lòng comment ở dưới video, thì rất vui nhận được cái ý kiến đóng góp cũng như những thắc mắc của các bạn. Thì hy vọng là với cái video này sẽ giúp các bạn có thể thực hiện được các phần chatbot một cách hiệu quả nhất. Thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.